Bằng những việc làm ý nghĩa thiết thực, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn miền Trung đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân địa phương. Gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân, thời gian qua, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn miền Trung đã có nhiều việc làm thiết thực, giúp dân phát triển kinh tế, chăm sóc tri ân các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, vận động bà con ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển. Hoạt động ý nghĩa này tiếp tục được Lữ đoàn 189 và Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm Quân chủng Hải quân thực hiện trong những ngày qua. Vừa qua tại tỉnh Phú Yên, đội ngũ y bác sĩ của Lữ đoàn tàu ngầm 189, Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm Hải quân đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc điều trị cho hơn 50 gia đình chính sách, tư vấn về cách giữ gìn sức khỏe, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để sức khỏe mau hồi phục và hạn chế được các chứng bệnh theo mùa. Nhân cái kỷ niệm cái ngày thương binh liệt sĩ, cơ quan an điều dưỡng của đồng bằng thì tổ chức trước hết là gặp mặt cái người ở trong phạm vi gia đình chính sách thăm hỏi sức khỏe, và sau đó thì sự quan tâm nữa là khám bệnh, cấp phát thuốc. Việc làm hàng năm của trung tâm tàu ngầm hay là luôn tại địa phương để thỏa lòng cái tình cảm giữa quân và dân địa phương. Ngoài các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại khu vực bãi biển xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, đoàn công tác còn tổ chức trao tặng 50 suất quà, bao gồm 30 áo phao, 30 cờ tổ quốc và tiền mặt trị giá hơn 50 triệu đồng, phát 500 tờ rơi tuyên truyền về biển đảo cho bà con ngư dân. Những cán bộ chiến sĩ quân đội cũng phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể địa phương ra quân tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, làm sạch bãi biển. Trung tâm an ninh tàu ngầm và cái lữ đoàn 189 của Hải quân về làm công tác an toàn ở địa phương, chúng tôi rất là cảm động, thấy rằng là cái sự quan tâm các cấp đối với cái vấn đề đánh bắt hải sản của bà con ngư dân để mà động viên toàn thể nhân dân góp phần vào cái vấn đề là giữ gìn cái an ninh biển đảo. Dịp này, Lữ đoàn 189 và Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm cũng tổ chức đến thăm hỏi động viên, tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Mười, 92 tuổi, có 3 người con là liệt sĩ. Thăm tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng đoàn tàu không số, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Công an huyện Tàu Ngầm phối hợp với Lữ đoàn 189 và các đơn vị khác trên địa bàn đóng quân đều tổ chức khám phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ trên địa bàn xã Phú và các xã khác của tỉnh Phú Yên. Thì đấy là nhiệm vụ thường xuyên để thắt chặt mối quan hệ quân dân và anh em những người lính hải quân trên địa bàn quân. Những việc làm ý nghĩa thiết thực đã tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ quân đội với cuộc sống nhân dân, để tình cảm quân dân ngày càng keo sơn, gắn bó.